Cố nghệ sĩ tài năng Thiên Kim, cuộc đời bi kịch ẩn sau vẻ phúc hậu và nụ cười tỏa nắng. Nghệ sĩ Thiên Kim chút hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 20 tháng 2 tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 89 tuổi. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Thiên Kim đã có một sự nghiệp vẻ vang, đóng góp cho nền nghệ thuật của nước nhà. Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Trong một chương trình, cố nghệ sĩ từng trải lòng về tuổi thơ cơ cực của mình. Theo đó, từ lúc lọt lòng, nghệ sĩ Thiên Kim đã bị cha ruột ruồng bỏ, không thèm nhận mặt. Khi 3 tuổi, bà bắt đầu sống trôi giạt cùng người dì ghẻ và chịu những trận đòn roi. Nghệ sĩ Thiên Kim từng kể lại, mỗi lần mẹ đẻ về thăm, cô bé 7 tuổi năm ấy phải trốn vì nếu gặp thể nào lúc mẹ đẻ về, cô bé cũng bị mẹ kế đánh đòn. Tôi đứng trong buồng lén nhìn mẹ mà nước mắt chảy ra. Nói nhớ mẹ cũng bị đánh đau cũng không được khóc, mẹ kế bắt phải cười. Tới năm 8 tuổi, nghệ sĩ Thiên Kim được mẹ đẻ đón về và bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Bà khởi nghiệp với những vai đào con và chính thức trở thành nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong một lần đi diễn, sân khấu của bà đã bị thiêu cháy vì bom đạn. Biến cố khiến bà vô cùng sợ hãi và buộc phải rời xa cải lương và chuyển sang tân nhạc, lồng tiếng phim từ năm 1955. Cố nghệ sĩ Thiên Kim còn góp mặt trong hàng trăm bộ phim từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn vai phụ. Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Thiên Kim được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tài hoa và gạo cội. Năm 19 tuổi, nghệ sĩ Thiên Kim lấy chồng và sinh con. Tuy nhiên, khi con trai đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi thì người chồng đầu tiên của bà mất. Sau đó, bà đi tiếp bước nữa và sinh thêm 4 người con, 2 trai và 2 gái. Vì không thể ở với mẹ chồng hà khắc, nghệ sĩ Thiên Kim dẫn 5 con về nhà mẹ đẻ và bắt đầu cuộc sống một mình làm lụng để nuôi 5 con và một mẹ già. Vì cố gắng làm việc để lo toan mọi thứ nên tình cảm của nghệ sĩ Thiên Kim và các con có chút xa cách. Trong một chương trình, bà nói với sự nhẹ nhàng: làm cả ngày cả đêm mà con lại không thương. Chúng cần hình ảnh một người mẹ bế ẵm chúng từ bé chứ không cần tôi. Chắc do mình chỉ chăm kiếm tiền, nhờ mẹ nuôi giúp nên các con không có nhiều tình cảm. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thiên Kim không có nhà cửa. Trước khi qua đời, bà đã có hơn 20 năm sinh hoạt cùng với Hội Nghệ sĩ Gạo Cội tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho rằng, được ở trong Viện Dưỡng lão cũng là một ân xá mà tổ đã ban cho mình rồi. Ở đó, cô luôn nhận được tình thương của biết bao khán giả gần xa, ngày đêm nuôi tới. Nhắc đến lý do không ở cùng con cái, nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự: chúng nó là công nhân, cuộc sống không khá giả gì, mình ở với tụi nó rồi thành gánh nặng. Những lúc túng quẫn, tụi nó gây lộn rồi nhiều khi nói những câu làm tổn thương mình. Nghệ sĩ mà, nhạy cảm lắm, tôi không muốn con mình mang tội lỗi. Thôi thì xin vào đây, được ban ái hữu và Hội Nghệ sĩ thành phố lo cho chỗ ngủ, ngày 2 bữa cơm, chẳng bao giờ bị đói. Nói thật, tôi chết cũng xin hóa thân rồi đưa ảnh lên chùa để khỏi phiền con cháu. Dù cuộc đời trải qua nhiều bi kịch, nhưng hình ảnh nghệ sĩ Thiên Kim với gương mặt phúc hậu, mỗi khi có người đến thăm đều nở nụ cười chan hòa, đã khắc sâu vào lòng công chúng. Được biết, thời gian qua, nghệ sĩ Thiên Kim mắc nhiều bệnh của người cao tuổi như tiểu đường, suy thận, cao huyết áp, thấp khớp, tim. Bà từng mắc Covid hồi cuối năm ngoái. Kể từ đó, sức khỏe của nữ nghệ sĩ bị suy yếu nhanh chóng. Cách đây một tháng, gia đình của nghệ sĩ Thiên Kim đã thông báo về tình trạng sức khỏe của bà, cũng như chuẩn bị tinh thần trước. Dù được con cái và ban quản lý Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh tích cực chăm sóc, nhưng vì tuổi già sức yếu nên nghệ sĩ Thiên Kim đã không thể qua khỏi.